bỏ lòng tự trọng, dứt bỏ thân phận. Trước mặt tình yêu, mỗi người bình đẳng hơn pháp luật. Tối hôm qua tôi lắp đặt lập trình phát hiện có virus. Để tôi diệt virus rồi gửi qua cho, được chứ? Alo. Alo. Patrick. Chủ nhật này ra bàn công chuyện. Đó là ngày gia đình. Cả tuần chỉ có một ngày được ở bên vợ thôi. Được rồi, liên lạc sau nghe. Thi Mẫn à, em lại tập bài hát mới cho con nghe đó hả? Anh coi nè, con nó nghe được cho nên cười kìa. Đi à, mà gọi má đi, má đi. Má. Chào thẩm phán Cao. Chào chú Cửu, tập thể dục chưa? Sáng sớm đi tập cổ uống trà luôn rồi. Hèn gì thấy tươi tỉnh quá. Này Mẫn, em giỏi ghê. Anh còn nói nữa, mà coi con nó buồn ngủ hay là đói bụng kìa. Từ nhà tới đây mới hết thể 21 phút 24 giây. Em giữ con nãy giờ mà con không khóc tiếng nào. Phát cho luật trước đó rồi, còn gì nữa? Còn nói nữa. Bia, ôi, đừng khóc, đừng khóc nha. Đừng, bà ẩm nha, bà ẩm nha, ngoan, đừng khóc con, đừng khóc nha, ngoan. Không hiểu tại sao mỗi lần anh ẩm nó là nó nín ngay à. Thì anh có cách mà. Nè, phải ẩm con như vậy để con có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh thì con sẽ vui hơn. Bây giờ con nó có lòng hiếu kỳ lắm rồi. Xin chào. Chào Hân Hân. Thẩm phán Cao, tôi không mua ly cà phê cho chị. Trời ơi con chị thấy ghét quá. Chào cô, chào cô đi con. Chào cô đi con. Những tài liệu cho phiên tòa hôm nay cô đã chuẩn bị xong chưa? Mã số hồ sơ SKC 5387, chứng cứ P1 và P4 đã chuẩn bị rồi. Giờ còn nhân chứng đã liên lạc chưa? Có liên lạc lại không? Đừng có giống như lần trước nha. Cô là chủ nhiệm kiểm khống. Trách nhiệm của chủ nhiệm kiểm khống là phải làm tốt trách nhiệm của kiểm khống, chứ không phải là mua cà phê dành cho người khác. Tôi biết rồi. Vậy con ly cà phê này để tôi uống cho. Anh Quang à, mau đưa con về đi. Con thấy giờ uống sữa rồi đó. Anh biết rồi em. Vợ tôi tính thẳng thắn vậy đó. Được rồi, chỉ là tôi là muốn tốt cho tôi thôi. Nếu không làm sao không hỏi được. Thôi, tôi đi nha, bye bye. Bye bye. Ơi, nhìn nhàng hả con? Hồ sơ này. Tòa án số 5. Nghiêm. Mã số hồ sơ SKC 5212. Bị cáo Châu Bính Lực bị khởi tố vào ngày 12 tháng 4 ở đường Trường Sa, số 132 vi phạm vệ sinh công cộng và điều lệ đề phòng gây cản trở khạc nhổ bừa bãi. Bị cáo có nhận tội không? Ý nghĩa không nhận tội rồi, tôi giữ vệ sinh mới chạy tới lỗ cống để khạc nhổ. Tại sao cho là khạc nhổ bừa bãi? Ông Châu Bính Lực, vậy tức là ông thừa nhận vào ngày 12 tháng 4 đã khạc nhổ vào lỗ cống ở đường Trường Sa. Phải, tôi đã nhổ vào lỗ cống đó. Tội danh thành lập. Bị cáo mới phạm lần đầu. Có gì để biện minh không? Tôi không có gì để biện minh. Vậy phạt 1.500 đồng. Sao kỳ cục vậy? Tôi khạc nhổ ngoài đường á đã mười mấy năm rồi mà không có tội. Lần này tới lỗ cống nhổ mà bị phạt tiền hả? Phạt 2.000. Nè bà chánh án, muốn giỡn trò với tôi hả? Bị cáo hãy thận trọng lời nói của mình. Bằng không tôi sẽ phán công tiêu tục coi thường tòa án. Theo pháp luật của Hồng Kông là không được khạc nhổ vào lỗ cống hoặc sọt rác. Ông có thể nhổ vào khăn giấy gói lại rồi bỏ vào sọt rác. Ông có hiểu không? Vừa rồi bà nói tôi phạt tiền 1.500 mà. Bây giờ lên 2.000 đồng. Lúc đấy ông nói khạc nhổ đã mười mấy năm, vậy tức là lâu nay ông có thói quen khạc nhổ bừa bãi, không có ý hối cải. Vì vậy để tăng cường hiệu quả cần phải thêm tiền phạt nên tôi mới phạt ông 2.000. Ông có gì không hiểu? Tôi đâu có dám nói gì nữa, tôi hết nói rồi. Ông có thể xuống đóng tiền phạt. Bị cáo Trương A Muội bị khởi tố vào ngày 9 tháng 4 vi phạm vệ sinh công cộng và điều lệ đề phòng gây cản trở ở công viên Hải Sâm Vịnh Thổ Hoa. Bị cáo có nhận tội không? Tôi nhận tội. Chánh án phạt nhiêu tiền? Bà nhận tội gì? Tòa án có phải là chỉ phạt tiền mà muốn cho bà biết bà sai ở đâu? Tôi biết. Tôi không nên phơi mền ở nơi công cộng thì lần sau tôi không phơi nữa. Chứ cho bà biết, ở Hồng Kông chỉ cần bà phơi mền vào địa điểm quy định, vào giờ quy định thì sẽ không phạm pháp. Nhưng mà ở bất cứ trường hợp nào bà cũng không thể đập mền ở nơi công cộng. Bởi vì làm như vậy sẽ dễ gây ra bụi, làm lây lan vi khuẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác. Bà có hiểu không? Tôi hiểu rồi, lần sau thì không đập mền nữa. Tội danh thành lập.
bị cáo mới phạm lần đầu. Có gì cần biện minh không? Dạ không. Chỉ phạt 1.000, bà có thể xứng đáng tiền. Anh à, em bé không thể vào tòa án được. Ờ, tôi biết mà. Nhưng tôi có cái này gửi cho cô Lương, cô là chủ nhiệm kiểm khống. Mấy người coi tòa án là nơi nào? Cảnh sát, kêu họ ra ngoài. Cô có thể cho tôi lời giải thích hợp lý không? Tại sao hồ sơ kiểm khống của cô lại nằm trong tay người khác? Xin lỗi, chắc là sáng nay bãi xe tôi chào hỏi anh chị đã bỏ quên đó. Làm sao có thể làm được chức này? Cô có biết hồ sơ của kiểm khống này nếu lọt vào tay luật sư bên biện hoặc người khác, hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào không? Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ không có lần sau. Cô không nên nói xin lỗi tôi. Cô nên nói xin lỗi với bản thân mình và những người đóng thuế ở Hồng Kông này. Cô cười cái gì? Tấm hình này bị dễ thương quá. À, xin lỗi. Có gì thì bây giờ cô cười ra hết đi. Tòa án là nơi nghiêm túc. Cô là chủ nhiệm kiểm khống. Lát nữa khi cô đặt câu hỏi, hãy suy nghĩ kỹ mình hỏi điều gì. Đừng nhìn tôi mà cười ngờ ngợt. Tôi biết rồi. Bị cáo Cát Đức Dân bị khởi tố vào lúc 13 giờ ngày 15 tháng 4 ở số 88 thôn Biển Đồng Nguyên Lãng không khống chế hoặc cố tình điều khiển con chó gây thương tích cho người khác. Bị cáo có nhận tội không? Không nhận tội. Thưa chánh án, P1 vật chứng bên khống mà tôi trình lên chính là hình con chó gây thương tích. P2, P3 là giấy chứng nhận thương tích của nạn nhân. Còn P4 là hình bị thương của nạn nhân. Bên khống có nhân chứng nào không? Có. Chính là nạn nhân Lý Thiếu Kiên. Tôi làm nghề đưa thư. Hôm đó đến số nhà 88 thôn Biển Đầu, tôi đứng bấm chuông đợi người ra nhận. Ai ngờ vừa mở cửa, tự nhiên có một con chó lớn từ trong nhà phóng ra. Tôi hoảng sợ quá, liền quên đại khúc cây. Ai dè con chó phóng lại cắn vào tay phải của tôi. Tôi đau quá, tôi la lên chứ sao. Vậy anh coi, có phải con chó này không? Đúng rồi, đó đó, con này nè, con này cắn tay tôi nè. Thưa thẩm phán, tôi không có gì để hỏi. Ông Cát Đức Dân, bây giờ ông có thể hỏi nhân chứng. Được. Anh nói khi anh đưa thư đến nhà tôi đã lấy khúc cây đánh chó của tôi. Vậy tức là anh đã chọc chó của tôi trước. Không phải đâu chánh án. Con chó của anh nó phóng tới cho nên tôi mới cầm khúc cây lên. Nó mới phóng tới. Tức là chưa đụng tới anh. Anh không thể cho là con chó tôi đột nhiên quay 180 độ tránh né anh sao? Huống chi nó phóng tới chỗ anh, có lẽ là hôn anh, ôm anh hay sao? Anh rất là đẹp trai mà phải không? Có gì mà không thể chứ. Thưa chánh án, con chó của tôi rất ngoan. Nó tuyệt đối không cắn người bãi. Tại anh ta cầm khúc cây chọc ghẹo con chó của tôi thôi. Vậy ông thừa nhận ông nhìn thấy con chó của ông đã cắn ảnh? Ý chánh án, bà không thể nói vậy được. Nói nghiêm túc, dù nó có cắn người cũng chỉ vì tự vệ thôi. Trời ơi, đúng rồi, đúng rồi, nói được. Bị cáo còn gì để hỏi không? Không có, tôi đã hỏi xong. Chủ công có thể bắt đầu hỏi bị cáo. Vậy thưa chánh án, ông Cát Đức Dân, xin hỏi con chó này có phải là do ông nuôi không? Phải. Vậy con chó này thuộc loại giống nào? Chó Sinbana. Hôm xảy ra sự việc ông ở đâu và ông đang làm gì? Chủ khống, thật ra cô có học kỹ xảo kiểm khống không? Cô nên biết không thể hỏi bị cáo hai vấn đề cùng một lúc. Xin lỗi thưa chánh án. Bị cáo, hôm xảy ra sự việc ông ở đâu? Tối nhà. Vậy ông đang làm gì ở nhà? Cho con chó tôi ăn. Con chó tôi thích ăn xúc xích lắm. Lúc đang cho chó ăn, tôi nghe tiếng bấm chuông. Vừa mở cửa ra thấy người này. Vậy lúc đó nạn nhân đứng phía bên nào của anh? Đứng phía bên nào? Mở cửa ra đương nhiên đứng trước mặt tôi, lẽ sau lưng tôi sao? Chủ khống, cô đừng hỏi những vấn đề dơ dẫn quá có được không vậy? Được. Bị cáo, xin ông hãy kiểm soát lại thái độ của mình. Bằng không tôi có thể khởi tố ông tội coi thường tòa án. Chánh án à, tôi đã dằn mình lắm rồi. Chủ khống, cô nghĩ một lát đi để tôi dẫn dắt bị cáo trả lời. Dạ thưa chánh án. Bị cáo, ông nói ông nghe tiếng bấm chuông thì ông ra mở cửa. Vậy lúc đó con chó đang ở đâu? Thì ở trong nhà. Vậy lúc ông ra mở cửa, con chó ông có ra theo không? Nó giỏi lắm, thấy có tiếng là có phản ứng liền. Vậy lúc ông và con chó ông ra mở cửa, ông có cầm dây xích chó không? Có. Xin hỏi ông có nhớ cầm tay trái hay tay phải? Tay trái. Ông có chắc là tay trái không? Tôi khẳng định luôn. Xin hỏi ông cố gắng giữ con chó lại không? Có.
tôi không tin ông có thể dùng cánh tay trái giữ một con chó cao 105cm, nặng 180 pounds. Này chết đáng à, tôi nói tôi giữ được là giữ được, bà không phải là tôi, không lẽ con chó của tôi là của bà? Để làm rõ sự việc hơn, bốn tòa quyết định bị cáo chở con chó ra ngoài làm cuộc trắc nghiệm. Trung tâm quản lý động vật. Ở tòa cổ tra hỏi lại mọi sự việc, còn cùng bị cáo đến hiện trường tái diễn lại sự việc. Không ngờ lần này xét xử vụ chó cắn người cũng phải làm những chuyện vậy. Cậu đúng là một chánh án dữ dội, buộc tội nhiều tha tội ít, cả con chó cũng không buông tha. Chánh án làm việc nghiêm túc thôi, tôi nghĩ dù xét xử vụ án gì cũng phải có thái độ này. Có thể kêu con chó phóng về trước không? Thông thường thì con chó chỉ nghe hiệu lệnh của chủ nó thôi. Ông Cát Đức Dân, phiền ông kêu con chó của ông làm lại những việc như hôm xảy ra sự việc. Làm lại lần nữa? Bà có đùa không? Bà coi nó là gì? Nó chỉ là con chó, bà coi nó là người hả? Nó làm là làm. Ông là chủ của nó, có thể ra lệnh cho nó phóng lên. Phóng lên? Làm sao phóng lên đây? Bà phóng cho tôi coi đi, bà chánh án. Nó không thích làm tôi biết làm sao. Ông Cát, phiền ông qua đây đích thân giữ con chó để làm cuộc trắc nghiệm. Là xúc xích đó. Bị cáo từng nói là con chó rất thích ăn xúc xích mà. Chánh án cao quá là tài ba. Không phải chứ, bậy đò này nữa. Sổ gì mày? Lát nữa khôn lành chút, đừng mắc bẫy biết không hả mày? Cuộc trắc nghiệm đã có kết quả. Vừa rồi ông dùng hai tay cũng không thể giữ con chó lại. Hôm xảy ra sự việc làm sao có thể dùng tay trái giữ nó lại được. Chứng tỏ ở tòa ông đã nói dối. Bà chết đáng. Bây giờ bà muốn sao đây? Không phải tôi ép buộc ông nhận tội, mà chỉ muốn ông biết tội. Ông có biết mình sai ở đâu không? Lỗi của ông là không cố gắng giữ con chó lại. Theo đoạn 2 ở điều 23 chương 41 của luật pháp Hồng Kông, động vật cần phải khống chế. Người nuôi dưỡng động vật nếu không có cố gắng, không khống chế được vật đều bị cho là phạm pháp. Ông có hiểu không? Thôi hiểu rồi, hiểu. Chạy mau. Giờ tôi đang chạy máu nè, bà chánh án lo cho tôi đi được. Thư ký, gọi xe cấp cứu. Dạ, chánh án. Nè, báo cầm áo của tôi, có cần giấy không? Chánh án cầu. Anh thư ký, đúng lúc quá. Tôi bị mất hồ sơ trên bàn, có ai đụng vào đồ của tôi không? Xin lỗi nghe chánh án cầu. Xem trước tôi quên mất. Sáng nay chánh án đới có đến. Ông thấy hồ sơ còn nhiều quá cho nên đã đem bớt ít qua phòng ổng rồi. Có phải không đây? Sao anh lại có thể làm như vậy? Mấy điều kiện của tôi phải để tôi làm chứ. Chánh án cao à? Không lẽ cô định gọi điện cho ổng? Vậy gì phải tìm ảnh nói rõ ràng chứ. Cô quên rồi sao? Mỗi ngày đúng 5 giờ chánh án đới đều khóa điện thoại. Tôi là Đới Trí Hùng, tôi không rảnh nghe điện thoại, chỉ vui lòng để lại tin nhắn, tôi sẽ gọi lại sau. Bi, tôi có chuyện muốn nói với má phải không? Dạo này má con cực nhọc lắm. Để chuyên tôi yến cho má con tẩm bổ. Đã đến tiết thể dục rồi. Trước tiên công chân lại, đạp mạnh lên. Đạp đi, đạp. Đạp đúng rồi. Bi à, đây là ai? Là má đó nghe. Muốn đạp như vậy hả? Cũng được. Rồi, con đạp đi. Chào. Bẩn à, em nói tối nay em sẽ về trễ mà. Hôm nay Bi vừa tròn nửa tuổi, anh tưởng em quên à. Nè, có quà tặng cho Bi nè. Trời ơi, Bi à, con coi đó, má thương con ghê chưa. Cảm ơn má đi con. Mẫn à, anh cũng có một bất ngờ cho em. Gì vậy? Vừa nói bất ngờ, điều bất ngờ tới liền. Bất ngờ. Hi Mẫn. Má. Má. Sao má lại trở về đây vậy?
Con rể má đã đặt vé máy bay mời má về mừng đứa cháu vừa tròn nửa tuổi đó mà. Không lẽ má lại không về? Dan à? À, xem chút má quên giới thiệu. Hello. Đây là Brian, là thợ trang điểm má quen bên Thượng Hải đó. Hôm nay má cũng dạy anh trang điểm giùm, xem có đẹp không hả? Chà, Bi ở đó hả Bi? Anh muốn đeo đuổi má tôi à? À thì chúng tôi cũng rất hợp nhau. Thế nào gọi là hợp nhau? Hình như anh nghe không rõ vấn đề tôi hỏi. Tôi hỏi phải hay không phải? Chắc phải. Vậy anh yêu bao nhiêu lần rồi? Với lại anh bao nhiêu tuổi? Nhìn khuôn mặt anh có vẻ còn nhỏ hơn tôi đó. Tôi thấy tuổi tác đâu có thành vấn đề. Vậy anh có thể cam đoan không bao giờ thay lòng với má tôi không? Làm sao cam đoan? Chắc là không cần ký hợp đồng phải không? Tôi quen thân với luật sư đó. Xin lỗi, đột nhiên tôi chợt nhớ tôi có chuyện phải làm, tôi đi đây. Brian đi đâu vậy? Con phải hỏi. Chắc là bị vợ con đuổi đi rồi. Má à, con chỉ lo cho má không có mắt nhìn người để bị người ta gạt nữa. Má và ba của con ly dị đã mười mấy năm rồi. Má được tự do đã lâu. Con đừng nhốt mình vào nỗi ám ảnh trước đây mãi như vậy. Alo, Brian hả? Sao hả? Được. Lúc nào cũng vậy hết. Luôn bị cái lãng mạn trước mắt làm mê muội. Con biết tự lo cho mình. Cái lãng mạn nhất thời cũng đâu thể không tượng trưng cho sự vĩnh hằng. Không có gì. Đi ngủ rồi hả? Đang nghĩ gì vậy? Mỗi lần anh lên đây là có chuyện để suy nghĩ. Đâu có gì, anh lên đây hóng gió thôi mà. Nhìn anh kìa anh Quang, anh có biết nói dối. Có chuyện gì nói mau đi. Mẫn à, em có hối hận khi lấy anh không? Sao anh lại hỏi vậy? Chúng ta quen nhau không bao lâu thì đám cưới. Em có cảm thấy chúng ta chỉ bị tiếng sét ái tình che mắt cho nên là... Anh làm ơn đi. Chúng ta đã đám cưới và có con luôn rồi mà anh còn hỏi chuyện đó nữa. Không phải đâu, anh sợ em ở bên anh sẽ không vui. Anh khờ quá. Em có từng nói với anh là em không vui sao? Còn những ngày chúng ta quen nhau rất lãng mạn. Sao chứ? Hồi nãy lúc trượt tuyết tôi đã đụng anh ngất xỉu. Cô đã cõng tôi đến đây hả? Dạ. Cháu ăn được không? Sao anh có thể nấu cháo còn có kỹ tử với nhãn nhục nữa? Nhãn nhục và kỹ tử này vốn được phơi khô để hàng ngày ăn thay rau quả đó mà. Không ngờ lần này có thể dùng tới nó. Tôi tên là Cao Hiên Mẫn. Anh tên gì? Cát Quốc Quang. Cát Quốc Quang. Tặng cho cô. Lễ gì vậy? Sao ngộ quá. Lễ găng tay đó. Cát Quốc Quang. Cát Quốc Quang. Lúc cô cười thật sự rất đẹp. Ở bên cô tôi rất vui. Good news, the blizzard has stopped and gone where he started. You can leave tomorrow. Good day. Uống cạn ly này, ngày mai tôi phải đi. Không biết khi nào chúng ta mới gặp lại nhau. Cô thật sự rất đẹp.
Mẫn à, Mẫn không sao chứ? Có phải Mẫn có thai không? Không thể trùng hợp như vậy. Hi Mẫn à, tại sao lại bất cẩn như vậy? Người đó là ai? Là người mình quen lúc đi du lịch ở bên Anh á. Con người Anh rất tốt, nói với mình rất chu đáo. Sau khi trở về nước, tụi mình vẫn luôn email với nhau. Nè, hạng người đó không đáng tin cậy đâu. Nhưng mà anh có thể tạo cho mình cảm giác an tâm. Mình cảm thấy mình có thể sống với anh. Hi Mẫn. Ơ, sao anh lỡ đi? Chưa phải anh ở bên anh sao? Anh về tìm em. Đứa con trong bụng có phải con của anh không vậy? Anh sẽ chịu trách nhiệm. Hay là chúng ta đám cưới đi. Anh rất yêu em mà. Hả? Em chị mở cửa rồi hả? Anh muốn đám cưới với tôi phải không? Anh ký cho bản hiệp ước này đi. Ờ, bản hiệp ước trước khi đám cưới cuộc sống, sau khi lấy nhau, nam lo trong nữ lo ngoài, người chồng phải quán xuyến một công việc trong nhà bao gồm giữ con, giặt đồ, nấu cơm rửa nhà. Ủa sao khó khăn quá vậy? Anh đã đem bản hiệp ước đi photo, em tin anh đi, anh rất có thành ý mà. Thật ra lúc đó em làm bản hiệp ước trước hôn nhân vì muốn làm cho anh sợ bỏ đi. Không ngờ anh lại ký thiệt. Chỉ có bản hiệp ước làm sao thử thách được anh chứ. Huống chi giữ con, đó là sở trường của anh. Má anh á, là bà tốt số ở thôn Di. Gia đình nào có con cái cũng đều nhờ nội giữ, cho nên anh có rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng anh không cảm thấy làm khổ cho anh sao? Dù gì anh cũng là giám đốc, lương cao chức lớn. Bây giờ bắt anh ở nhà giữ con, như vậy sao được? Đâu phải, anh thấy rất tốt. Ngày này cũng được nhìn thấy con, lại có thể nấu cơm cho em ăn nè. Với lại anh ở văn phòng tại nhà vẫn có thể làm việc và kiếm tiền. Thật ra anh cảm thấy em đồng ý lấy anh và sinh con cho anh. Sự hy sinh của em mới là vĩ đại. Anh biết thì tốt rồi. Lúc sinh con thì sợ đau, sinh con rồi thì lại sợ con nó không nghe lời. Em yên tâm, con nó lanh lợi dễ thương lắm. Phải nói nó là đứa bé tuyệt vời. Đó, 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 con nó gọi chúng ta kìa. Bi, cái con khát nước rồi. Bi ơi. Nè Bi, uống nước đi con. Không biết khi nào mới biết gọi em là má. Mau thôi. Ngày nào em cũng đi làm gặp mặt con rất ít. Làm sao nó biết gọi là má nhanh được chứ? Ai nói là con rất ít gặp em. Ở dưới gối bao giờ cũng có hình của em nữa. Nè thấy chưa? Hôm nay anh làm trò như vậy, nhất định là có âm mưu. Chắc là muốn dụ em về thôn Di có phải không? Mẫn à, em tài ghê. Ba nói Bi tròn nửa tuổi rồi, phải về đó để thắp đèn đó em. Không về có được không? Bi Mẫn à, đây là lệ làng. Em bé tròn nửa tuổi thì phải về thắp đèn. Tổ tiên sẽ phù hộ cho em bé mau ăn trống lớn. Có phải không đây, họ đậu xe bừa bãi làm tắt đường đi, vi phạm đó. Thì Mẫn à, ở thôn Di là vậy. Kệ đi, đừng bận tâm mà. Chúng ta tấp qua một bên rồi đi bộ vô. Ở đằng trước là đầu thôn rồi. Quốc Quang, con về thăm ba hả? Dạ phải, Thiên Phúc. Buôn bán được không? Ừ, được. Hôm nay con của con thắp đèn. Vậy à? Thiên Phúc, lát nữa đến nhà con ăn cơm nha. Anh hai. Bảo Bối. Bảo Bối. Giờ này mấy giờ rồi còn chạy lung tung vậy em? Ai chạy lung tung? Ba kêu em ra đón anh chị đó. Làm gì khẩn trương dữ vậy? Anh tưởng ba lo cho anh hả? Ba lo cho đứa cháu thôi phải không chị hai? Ủa, cô Đinh, mày về chơi hả? Dạ phải. À, chào cô. Cơm cho chú Phát. Ăn rồi, giờ đi buôn bán. Dạ, lát nữa gặp nha. À, được, bye bye. Dạ. Sao gọi anh là cô Đinh? Cô Đinh tức là nó anh thông minh đó. Bây giờ anh là cô Đinh ba, nó là cô Đinh con. Ai mà kỳ cục vậy, ăn ở thức đức quá. Trời ơi, đang đợi mấy đứa đó. Sao hả? Mới về đây sao la lối ôm sòm vậy? Ba à, như vậy là không hợp vệ sinh. Với lại bỏ dưa chuối này liền vào xe của bé Bi. Bi muốn ăn chuối phải không? Ở đâu coi. Trời ơi, Bi đã lớn vậy rồi hả? Chà, Bi nó giỏi lắm ha. Ha, vợ con ốm nhách ốm nhèo, ba sợ Bi cũng giống vợ con á. May quá, mập mạp giống như bà. Nè Mẫn, đứng đây làm gì? Mau vô trong lấy chổi quét dọn đi hả? Bảo Bối à, mau vào sở thôn công lấy chổi quét dọn đi. Dạ.
Ê, này là ghế massage đó hả? Ghê quá ta. Ừ, là thằng ngoại à, ngồi dễ chịu không? Dễ chịu lắm. Nè, rung rung nữa nha, hay lắm à. Ba, cái massage này là Hi Mẫn tìm mua cho ba đó. Ê trời ơi, con dâu của anh nó hiếu thảo ghê nha. Bác thông bác có phước ghê. Dạ phải, Hi Mẫn nói lâu rồi không có về thôn Di cho nên mua ít quà để tặng mọi người. Trời ơi, sao quá à. Chỉ là mấy thứ sơn hào hải vị thôi. Vậy sao được? Hi Mẫn à, vậy này chính là... Trưởng thôn phải không? Đúng rồi. Trưởng thôn à, bác hay bị ho, tổ yến này rất hợp với bác, chi âm bổ phổi. Cảm ơn ha. Dạ, chúc quà mọn thôi. Cảm ơn. À, còn ông chú Tắm, có biết bao tử ông không tốt? Anh đây có ít qua dao tốt lắm đó, ăn rồi sẽ tốt cho bao tử. Vậy ha, cảm ơn con nha. Bảo bối, mau phụ chị hai phát quà mọi người đi. Dạ. Nè, Mẫn à, mau vào bếp chuẩn bị mấy thứ để cúng đi. Mọi người trong thôn đang đợi. Dạ ba. Con gà sắp chín rồi. Lát nữa ba vô em cứ nói con gà này là do em hấp. Em thực sự không hiểu. Bộ không biết nấu cơm thì không phải phụ nữ sao? Chị hai à, chị đừng nói như vậy. Cũng chính vì không biết nấu cơm, chị ba bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Em không muốn chị là người thứ hai. À phải rồi anh hai, lát nữa em meo một tiếng là anh phải đổi vị trí nha. Nè, lấy nước uống đi. Meo, 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 meo. Con đứng đây làm gì vậy? Mèo. Sao vậy? Sao con vẻ kỳ lạ? Con tìm con mèo giùm thím hai thôi mà. Meo. Thím hai có nuôi mèo sao? Dạ có, thím hai mới nhận nuôi thôi. Meo. Mèo, mèo. Sao rồi? Mấy thứ đồ cúng chuẩn bị xong chưa? Dạ đâu giờ đó rồi. Con gà cũng sắp hấp xong rồi ba. Được rồi. Tắt bếp đi. Dạ. Trời ơi, sao thớt xác dữ vậy? Đâu coi. Trời ơi. Dạ có gà được rồi. Nó nóng không cẩn thận đó. Ý, con gà hấp rất ngon. Ngon gì? Thôi, nhanh tay lên đi. Khách khứa đang chờ đó. Phải đó, cũng sắp tới giờ rồi. Mau lên. Nè, làm gì vậy? Dạ con chặt gà. Chặt? Con gà này không được chặt, dùng để cúng đó, con có biết không? Tại con quên nói với Hi Mẫn, con gà này dùng để cúng. Hi Mẫn à, em phải tắm cho Bi để chuẩn bị thắp đèn mà phải không? Mấy việc ở đây để anh lo cho. Dạ. Vậy em ra ngoài nha. Đúng rồi. Nó bốn tay kìa, dễ thương. Ông 13 tới rồi kìa, mau tới rút cả. Ông 13 là ai? Ông 13 chính là người quản lý đất ở đây, phụ trách chi đất. Ông là em trai của trưởng thôn, theo gia dế lớn hơn ba nữa, bề thế lắm đó. Cũng cả đi. Ông 13. Dạ đây là Hi Mẫn, vợ của cháu nè. Ông 13. Là cô. Hai người quen hả? Không chỉ quen, không phải tại cổ, tôi đâu có dám té bị chảy máu mũi. Nè, con dâu tôi có làm mít lòng của chú thì cho nó rót trà nhận lỗi. Tôi đâu có dám, người ta là chánh án mà. Trời ơi, chánh án cái gì? Chỉ là cái chức nho nhỏ thôi. Thôi đừng có nói nữa. Ăn đi. Rồi thôi ăn đi. Không muốn ăn nữa. Ủa, chú không muốn ăn hả? Hi Mẫn à, dạ bút chén canh cho ông 13 đi. Dạ đem bia ra luôn. Đi. Ăn đi mày. Bia và canh cơm đây ông 13. Trời ơi, đùa với tôi. Món này ngon quá. Thứ nóng thứ lạnh biểu tôi sao uống. Vậy ông muốn tôi phải làm sao? Ông muốn tôi hâm nóng lon bia hay là ướp lạnh chén canh? Trời ơi anh Thông, con dâu anh miệng mồm đanh đá. Chánh án, đúng là chánh án cho tôi uống bia hấp đó. Nè chú 13 thông cảm đi. Mẫn à, sao con vô lễ quá, dám ăn nói với chú bác như vậy. Ba, tới giờ thắp đèn rồi. Đúng rồi, tới giờ thắp đèn rồi. Này, chúng ta giờ thắp đèn đi. Đi. Đây chính là em bé phải thắp đèn hả? Để ông 13 ẵm cái coi. Ông 13. Lanh lợi quá. Nè, chúng ta giờ thắp đèn. Đây. Nè. Ông làm gì hả? Nè, Mẫn à. Con đi đâu hả? Mẫn à, phụ nữ không thể vào tụi đường. Sao vậy? Tại sao em không vào được? Trời ơi, dĩ nhiên là không được vào rồi. Phụ nữ không được vào tụi đường đâu. Phải đó, lại đi. Chén đi. Thôi đi, đi thắp đèn đi. Rồi, đi. Nè. Không được đâu, không được. Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc cho con. Thôi đi. Thôi, vô, dạ. Mời. Láo việc quá ha. Trời ơi. Ý chà. Sau khi cháu Bi thắp đèn, cháu sẽ khỏe mạnh, thông minh, lanh lợi, ăn mau trông lớn, mọi việc khỏe mạnh, nhiều lộc nhiều thọ. Hay quá.
Nội cho bao lì xì nè. Ôi trời ơi. Bao lớn nghe chưa. Trời ơi chết rồi, bị té nè. Đi. Trời ơi sao kỳ vậy? Tôi muốn thử sao lại vào đây được? Sao kỳ vậy? Còn điên rồi hả? Hả? Tại sao lại vào đây? Hả? Đã nói bao nhiêu lần rồi, phụ nữ không được vào từ đường rồi. Tôi có biết không vậy? Sao vậy? Sao kỳ vậy? Trời ơi thiệt tình. Hồi nãy có nghe ai nói là bị té xuống đất cho nên. Tôi đâu có nói là bé Bi bị té xuống đất. Tôi nói cái khăn của bé Bi rớt xuống đất. Cô điên quá đi ha. Vì cái khăn mà con xông vào đây hả? Ông. Bao năm nay ở thôn Di chưa từng có chuyện này xảy ra. Hôm nay người phụ nữ này không chỉ làm trái lệ làng của thôn Di, còn làm hỏng phong thủy của thôn Di nữa. Tội cô rất nặng đó, cô biết không? Điều đầu chương nào có pháp luật Hồng Kông nói phụ nữ không được vào từ đường? Pháp luật Hồng Kông thì không có, nhưng mà theo điều 12 của lệ làng, tất cả phụ nữ không thể bước vào từ đường để tránh ảnh hưởng phong thủy của thôn Di, đúng không? Em nói sai không? Không sai. Cô đã lấy chồng của thôn Biển Đầu, phải tuân theo quy tắc của thôn Biển Đầu này chứ. Mọi người nói phải không? Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Ờ, xin lỗi nghe ông 13. Hy Mẫn không có ý vi phạm lệ làng, chẳng qua cổ chỉ lo cho đứa con. Thế là vậy đi, phạt cổ rớt trà nhận lỗi đi. Bảo bối. Dạ. Chuẩn bị trà. Dạ có trà đây. Cô Đinh à, không phải ông muốn cổ nhận tội, mà chỉ muốn cổ biết tội, phải biết mình sai đâu chứ không được tái phạm nữa. Tôi nói đúng không bà Chánh An? Thế ông tôi sai ở điểm nào? Lỗi ở chỗ là hay cãi lời, không hiểu biết chuyện mà cũng không biết làm là người phụ nữ nữa. Thế nào là không biết làm phụ nữ? Bản thân là phụ nữ mà phải tam tòng tứ đức. Tam tòng gì tứ đức gì cô biết không? Không biết gì, để tôi nói cho cô nghe. Tam tòng chính là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tứ đức là phu công, phu ngôn, phu dùng, phu hạnh. Nhìn mặt cô là biết không được rồi. Chế độ phong kiến của mấy trăm năm trước đã tách rời với thôn đại bây giờ, biết cũng không có ý nghĩa gì. À, cô nói không có ý nghĩa gì. Được, tôi phải có đứng trước mặt hương thân phụ lão đọc 100.000 lần tam tòng tứ đức cho tôi nghe đi. Ông đọc cái gì? Cô không đọc kìa. Đọc đi. Chết rồi. Anh La chị hai ơi, cháu bị ói dữ quá, ói ướt áo của em luôn nè. Bị ọc sữa. Bị ọc sữa không phải là chuyện nhỏ đâu. Hy Mẫn đập lưng con mới được đó. Nè, lỡ như bị sặc đó thì nguy to. Đừng nói nhiều nữa, mau vào con đi đi. Nè, muốn gì cứ bỏ đi hả? Anh Hùng có chuyện gì vậy? Anh gọi cho em có phải là muốn nói cho em biết em quên tắt đèn pha không? Sao em lại lú lẫn quá vậy? Hả? Mệt mỏi lắm sao? Hôm qua là ngày Chủ nhật mà. Em đâu có giống như người ta, tan sở là tan sở, điện thoại cũng tắt luôn. À phải, trước đó có vụ con chó cắn người, có phải em đã tới trung tâm không? Phải đó, trước giờ em làm việc đều rất nghiêm túc, nhưng em cảm thấy cần thiết nên mới làm như vậy. Anh sẽ không nghĩ em lãng phí tiền của người đóng thuế chứ? Nếu em cho rằng không có vấn đề là được thôi. Nhưng em cảm thấy anh có vấn đề. Tại sao lại lấy hết hồ sơ của em? Anh không muốn vụ kiện chồng chất nhiều quá. Yên tâm đi, em chồng chất vụ kiện em nhất định sẽ làm kịp. Trời, tính năng tài giỏi quá. Nội trong ngày xét xử mười mấy vụ kiện, phải nói là phá kỷ lục. Hôm nay chỉ xét xử những vụ kiện đơn giản, họ đến để chỉ đóng tiền phạt thôi. Nhưng nhanh thì nhanh, làm thẩm phán không được lơ là quá. Cô làm việc rất nghiêm chỉnh, ai dám phê bình cô chứ? Bản thân tôi cũng không muốn người khác phê bình hiệu quả làm việc của tôi, xong rồi lại lén lút lấy hồ sơ của tôi. Anh Hùng. À, Trần Năng đấy. Không là em giật mình chứ? Theo anh nghĩ làm sao lại làm em giật mình? Hôm nay em xử lý rất tốt. Cảm ơn. Em nghĩ mỗi ngày em đều làm rất khá.
Trước giờ anh không hề nghi ngờ khả năng làm việc của em. Sắp hồ sơ này giao cho em xử lý. Cảm ơn. Chà, tưởng ổng lên mặt ra dễ chống đối, ai ngờ ổng cũng xử sự theo công việc thôi ha. Đích thân đem hồ sơ qua đây cho cô. Mặt ảnh dữ chứ đâu có ác. Thu biển đồ tụ tập cờ bạc trái phép. Ủa, Hi Mẫn đâu? Thôn Di cờ bạc do Hi Mẫn xử thật sao? Anh làm gì vậy? À, đâu có. Anh thừa biết anh không thể coi hồ sơ của em mà. Anh biết mà em. Đó là quy tắc của người làm thẩm phán, không được nói với bất cứ ai, kể cả người thân, về những gì liên quan đến vụ kiện. Mà phải cố gắng tránh né những cuộc giao tiếp không cần thiết để tránh ảnh hưởng đến việc phán xử công bằng. Anh học thuộc mà. Anh biết thì tốt rồi. Hồi nãy ba gọi điện cho anh nói là không biết gì hết và cũng không thể hỏi em. Anh vào đây là đem tổ yến cho em ăn thôi. Anh để xuống là được rồi. Ok. Anh còn vấn đề nữa. Sao còn hỏi? Nếu như không ngọt, anh có chuẩn bị đường hoa quế và mật ong cho em. Mã số hồ sơ SKC843. Vào ngày 23 tháng 4, 4 bị cáo tụ tập cờ bạc trái phép ở tiệm tạp hóa Phá Ký ở Nguyên Lãng. 4 bị cáo phủ nhận tội danh. Xin chào Long Cao. Ba, sao trễ vậy? Bà bị kẹt xe. Bị cáo có nhân chứng cho gọi không? Có, thưa chắc hết rồi. Trước đó mấy ông không có gửi tài liệu về mặt này cho chúng tôi. Chúng tôi với cho gọi nhân chứng đột xuất cũng được. Phải đâu, phải đâu, được hả? Theo trình tự là không được. Căn cứ điều 38 chương 336 của luật pháp Hồng Kông, trong lúc xét xử có bất cứ chứng cứ hay là nhân chứng, cần phải gửi thư thông báo cho bên khống trước ngày xét xử. Nhưng để tìm hiểu thêm để phán xét, lần này bốn tòa đặc biệt phê chuẩn theo yêu cầu cho mấy ông, cho phép mấy ông gọi nhân chứng. Cảm ơn. Vậy mấy ông sẽ gọi nhân chứng nào? Chúng tôi xin gọi ông Cát Đức Thông và người đức cao quyền trọng nhất của thôn bị ống đầu ra tòa làm chứng. Gọi bà ra làm chứng đó con dâu. Đúng rồi. Mọi người trật tự cho gọi nhân chứng. Khoan đã, vì nhân chứng này có quan hệ thân thuộc với bổn tòa. Tuy rằng bản thân là thẩm phán chuyên nghiệp, tôi tin là mình loại bỏ được mối quan hệ đó để có sự phán xét công bằng. Như theo trình tự, bổn tòa phải thông báo đến hai bên khúc biện để được sự đồng ý của đôi bên, tôi mới có thể tiếp tục xét xử vụ kiện này. Luật sư Minh Khấu có phản đối không? Không phản đối. Bốn bị cáo có phản đối không? Không phản đối. Bị cáo bắt đầu đặt câu hỏi. Anh Thông à, anh nói câu công bằng đi. Ông nói chúng ta đã làm gì? Thì đang vận động. Mong ông hãy nói rõ họ đang vận động gì. Đang vận động phòng chống tư duy mất cân bằng, phòng chống bệnh già lãng trí, phòng chống tay chân bị tê nên đánh mặt trượt. Phòng chống này rất hữu hiệu nha. Ở thôn chúng tôi tập mấy chục năm rồi. Hãy nhìn người già chúng tôi đi, ai cũng rất khỏe mạnh, dồn dào sức lực. Hãy nhìn tôi nè, hơi sức mạnh mẽ lắm. Mong ông trở lại vấn đề chính. Vấn đề chính là đang vận động chứ gì, đâu phải cờ bạc đâu. Nó đến tiền là mất tình cảm, mọi người nói có phải không? Đúng rồi. Vừa rồi theo lời khai của nhân chứng bên khống, cảnh sát đã tìm được tiền trong người con. Trời ơi, có cái gì lạ đâu, ai mà không có mang tiền trong người. Bộ chánh án ra được không mang theo tiền hay sao? Vậy làm sao có tiền mua tả cho thằng bé Bi? Nhân chứng hãy thận trọng lời nói của mình. Tôi hỏi ông, hôm xảy ra sự việc tức là 17 giờ 40 phút ngày 23 tháng 4, ông đang ở đâu? Tôi ở nhà. Vậy tức là ông không có ở hiện trường. Đúng vậy, 17 giờ 40 phút tôi không có ở tiệm Phá Ký. Nhưng trước đó tôi có đến tiệm Phá Ký. Tôi thấy anh Phát và Lê Minh đang đánh bài, sau đó tôi về nhà ăn cơm. Ông nhìn thấy họ đánh bài, sau đó ông đi về. Cho nên những gì ông nhìn thấy không phải là toàn bộ sự thật. Sự thật là sự thật, đâu có thể nói toàn bộ hay không toàn bộ. Bị cáo có vấn đề gì khác không? Nè, chánh án nói vậy tức là không tin tôi rồi, phải không? Tôi nói thiệt nghe bà chánh án, người thông với chúng tôi đâu biết đánh bài để vận động là phạm pháp mà anh nói có phải không? Phải đó, không chơi mà. Chơi thì phải rồi, mọi chuyện rõ ràng rồi. Chỉ vận động mà cho là phạm pháp, không lẽ tôi sợ lá bài cũng là phạm pháp sao? Nhân chứng hãy thận trọng lời nói của mình. Nè, sự thật thì ngại gì không nói ra chứ. Tôi thấy Lê Minh vàng dưới bắt con sách, nên tôi kêu nó đừng có đánh con sách. Tôi mó con đồng đánh giùm cho nó. Sau cùng tôi giúp thằng Minh thắng được một ván. Nó đã mời tôi ăn cái bánh. Không lẽ tôi đụng vào con mặt chưa, cũng đòi bắt tôi hay sao? Đúng vậy.
ông đã thừa nhận ông có tham gia vào cuộc chơi. Tòa án sẽ chính thức khởi tố ông. Cô nói cái gì? Cô khởi tố tôi? Cô nói lần nữa coi. Đúng vậy, ông về nhà đợi thư triệu tập. Cô tưởng anh là ba chồng nó nể mặt anh, ai ngờ cái anh nó cũng khởi tố anh luôn. Trời đất ơi, con dâu mà kiện ba chồng đại nghịch bất đạo rồi. Thôi, thật sự là quá đáng quá mà. Có thiền ly nữa đó. Ôi, không biết nhà họ Các chúng tôi đã làm cái gì sai mà có đứa con dâu tồi tệ như vậy. Người đàn bà xấu xa đó ra kìa. Trời ơi, thế giới này loạn rồi, làm gì có chuyện con dâu kiện ba chồng. Thật sự không phải là người. Chỉ làm gì theo pháp luật. Ở đây là tòa án, tôi mong mọi người đừng ăn nói lung tung. Cô điên khùng này hù dọa tôi không sợ. Tưởng mày là chánh án có thể người tay che trời được hả? Trời, nè, ông 13 ông đừng có nói vậy mà. Tầm quỷ sứ này còn binh vực cho nó nữa hả? Cô điên hết sức, dám kiện cả ba chồng. Mong sao cô ra đường bị trời đánh cô đi. Sao mấy người có thể làm nhục người thẩm phán ở tại tòa án chứ? Mấy người có biết, vừa rồi mỗi lời nói của mấy người, theo luật pháp của Hồng Kông, tôi có thể khởi tố mấy người tội hăm dọa thẩm phán và coi thường tòa án không? Chúng tôi chỉ nói chơi thôi, làm gì nghiêm chỉnh quá vậy? Trước giờ tôi không nói chơi. Cảnh Đình, hãy gửi giấy triệu tập cho từng người. Thật ra trước giờ người ở Thu Di đều ăn nói rất lớn tiếng, nhưng lời nói của họ không có tính chất làm nhục hay là hăm dọa đâu. Phải đó, tôi lớn tiếng mà không có nghĩa bất lịch sự. Nhưng chính ta tôi đã nghe thấy mấy người gọi thẩm phán là người điên khùng. Nhưng bây giờ thẩm phán Cao Hy Bẩn nói giúp cho mấy người. Chỉ cần mấy người nói câu xin lỗi cổ, tôi sẽ suy nghĩ việc hủy bỏ gửi giấy triệu tập. Phải xin lỗi cổ thật sao? Đương nhiên. Xin lỗi. Vì thời gian không cho phép, chúng ta hãy cùng nói tiếng xin lỗi rồi bỏ qua nha, có được không vậy? 1, 2, 3. Xin lỗi. Nói xong rồi về đi. Khoan đi đã. Chuyện gì nữa? Vừa rồi tôi nhìn thấy ông này không hề nói lời xin lỗi. Ông nói tôi hả? Có biết tôi là cái gì của cổ không? Tôi không cần biết ông là gì của cổ. Ở đây là tòa án, cổ là thẩm phán ở đây. Mấy người làm nhục thẩm phán thì phải xin lỗi cổ. Nếu không, tôi sẽ gửi giấy triệu tập khởi tố mấy người coi thường tòa án. Tòa án thuộc sự quản lý của cơ quan tư pháp. Những vụ kiện xét xử gồm có những tội trình tự đơn giản và tội có thể công tố. Hình phạt cao nhất của mỗi vụ án là phạt từ 2 năm và phạt 100.000 đồng. Giả sử cùng một lúc xét xử hai tội danh nêu trên, vậy hình phạt cao nhất có thể đạt tới phạt tù 3 năm và phạt 5 triệu đồng. Hiện nay, Hồng Kông có tổng cộng 8 tòa xét xử. Điều kiện hành nghề của người thẩm phán là ít nhất có kinh nghiệm chuyên môn 5 năm làm luật sư hay đại luật sư. Lương căn bản là 91.000 và nữ thẩm phán đầu tiên ở Hồng Kông là bà Thôi Chí Anh.